200 nghìn. Chẳng có cái gì, nhìn cứ như cái đũa ấy. Cây này ở dưới mình mà nó bán ở chợ phải tiền triệu. Không, chở khách đi Lạng Sơn tiện con mua. Thế là đẹp mà nó rẻ thì mua. Kéo rất khỏe rồi nhỉ. Lan đi học hả? Xuống gọi có thấy đâu đâu, thấy mỗi bành thôi. Thằng đi học chưa về. Mùi chuồng lợn sợ lắm. Như hôm nay không đi quay à? Như mệt. Mệt làm nghỉ ở nhà rồi. Nó lóng rồi, lóng rồi mặc váy cho mát. Này đánh đu này còn lâu mới hết được cái vườn này. Đến lúc nào nghỉ Tết thôi. Làm gì nữa đâu. Ai chẳng như nhau. Không. Ai chẳng đói hả cô? Vậy Thái Công Ngọc cũng đi làm đấy cũng được 9-10 triệu rồi. Nhiều mà nhiều, được 5-6 triệu. Con thấy ngày nào chả đi? Đi mấy đâu? Đi liên tục cái đấy.